Tôi thấy âm thanh của cây Uba này hay quá. Vâng, tôi đã chơi rất là thoải mái, tùy hứng theo cái tương tác của mình, rất là thú vị. Vâng, tôi nghĩ rằng là chúc mừng một bạn nào đó được sở hữu cây đàn này. Vâng, tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.